Rồi, hello anh em, thì anh em quay trở lại với kênh của Rõ2P nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay lại với Kingdom 2972 nha. Và trên màn hình các bạn đang thấy là liên minh LMS của Kingdom 2972. Thì các bạn đang xếp hình rất là thẳng hàng luôn các bạn. Đợt trước mình có review một nick ở bên Kingdom này rồi. Và hôm nay thì mình có vào nick bot, có thể nói là nick bot chính của Kingdom 2972 luôn các bạn. Đó là nick bot Xuân Hiếu nha. Đây là một nick rất là mới nha anh em. Số ngày đăng nhập mới chỉ là 222 ngày thôi và đã có cấp VIP là VIP 18 rồi. Và anh em hãy cùng mình đi sâu hơn vào trong quả nick này để xem nó có gì thú vị nhá. Thì trước hết là mình cứ xem qua một số thành viên đỡ của 2972. Các ông kiểu nhiệt tình quá. Đứng đông vãi các bạn. Bên cạnh là Nick Vua này. Hiện tại Nick Vua, Nick Virus. Thì đối với Nick Boss Xuân Hiếu, các bạn sẽ cùng nhìn lên phía trên ở góc bên phải giúp mình. Các bạn thấy ở trên màn hình chúng ta có là khoảng 26-27 tỷ red nha. Và 841.000 game. Đó thì cái nick này gửi cho mình ấy thì bot cũng có kêu là nếu mà thích thì cứ lấy game đó mà luyện, nếu mà luyện chán thì gọi là để bot nạp thêm. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không luyện các bạn, tại vì mình kiểu nói chung là sống nghèo khổ quen rồi nên là không quen cái kiểu là tiêu xài nhiều các bạn. Sức mạnh hiện tại là 230 triệu nha và điểm tiêu diệt đang có là 1 tỷ điểm tiêu diệt. Đó, đây là một nick mới anh em, ID đầu 14222-8621 và nền văn minh bot đang sử dụng đó là nền văn minh Ả Rập nha. Thì nền văn minh này thì tôi nghĩ là các bot mới hay dùng thôi, chứ là các bạn mà kiểu F2P nạp ít nạp tầm trung thì tôi nghĩ là xài Ả Rập cũng không có cái tác dụng nhiều lắm. Cái nền văn minh này nó sẽ cung cấp cho các bạn cái khả năng gây thiệt hại bởi đội quân tổng lực, tức là rally tăng sát thương 5%, khá là ngon. Ok, phần thông tin thêm thì chúng ta sẽ có ở đây. Sức mạnh tối đa là 237 triệu nha, chết là 9 triệu tư lính. Thu thập tài nguyên ấy thì chỉ có là 812 triệu thôi, nhưng mà hỗ trợ tài nguyên thì lên tới là 12 tỷ 782 triệu tài nguyên các bạn. Bot cũng chuyển red rất là nhiều cho anh em luôn. Thì ở đây mình sẽ soi qua một chút về cái avatar, thì nó một con gấu mèo gì đó các bạn. Nhưng mà mình muốn các bạn hãy cùng soi một chút về cái mục album hình đi. Thì album hình thì mình không phải là cái người gọi là rành lắm về xe nha anh em. Đó thì đây là một cái xe, nhưng mà tôi nhìn là thấy kiểu cũng đắt tiền đấy. Tại vì có ít nhất là hai cái xe ô tô trên hình. Mình thì mình không biết giá trị của những cái xe lắm các bạn. Đây là cái hình mới chụp ngày hôm nay luôn thì phải. Số ngày đăng nhập 222 ngày này. Ở đây chúng ta tiếp tục có thêm một cái logo. Cái logo này thì theo như mình biết thì cái hãng xe này có lẽ nó đắt tiền anh em, mình không rành về xe cộ lắm. Và đây thì chúng ta có một cái hình nữa ở bên tựa game, nếu mình không nhầm thì là game Võ Lâm hay sao các bạn. Nói chung là trước đây boss Xuân Hiếu thì mình cũng có nghe loáng thoáng group Facebook là boss cũng là một kiểu big boss bên Võ Lâm truyền kỳ mobile sao ấy. Này thì mình tôi cũng không chắc lắm nha anh em. Anh em nào muốn chơi cùng với boss thì anh em xác nhận thôi. Và đây là phía bên trong giao diện thành phố. Ui. Mình công nhận là cái thành phố này trang trí cũng khéo tay anh em ạ. Kiểu khá là đẹp ấy, mình cũng không biết nói là sao anh em, hay là tại vì cái nick này toát lên cái mùi giàu sang, hơi thở đồng tiền nên tôi thấy đẹp nữa. Nhưng mà mình thấy trang trí là đẹp nhá, thật sự là mình cũng rất ít khi mà thấy kiểu trang trí mà nó kiểu đi cái đường zig zag này, cũng là một ý hay đấy các bạn. Đá này chúng ta áp dụng. Về skin nhà thì hiện tại boss đang dùng cho mình cái skin nhà bên đường thúy ảnh nha, phòng thủ kỵ binh 15%, phòng thủ bộ binh -5 và sức mạnh cung thủ -5%. Thì không biết là boss có định đua cái nhà thiên đỉnh cung mới nhất không. Ở đây thì chỉ có đúng một cái nhà thiên đỉnh này thôi các bạn. Cái này thì cũng hên xui, có thể là boss không cần những cái nhà đó, boss chơi kỵ chẳng hạn thì boss sẽ không lấy nhà cung đúng không. Và mình sẽ xem thử với chỉ 200 ngày tuổi hơn thôi thì trong nick của boss Xuân Hiếu có gì nha anh em. Wow. Anh em nhìn dàn tướng cao này, nhiều thật sự các bạn. Đầu tiên chúng ta có là con Saladin là đã max skill rồi và băng mặc ở đây là full một set cam nhá, cũng nổ được cái áo và cái quần cho tàn bình minh này. Saladin thì mình sẽ xem là boss rồi bao nhiêu tượng. Rồi vào đây là 460 tượng nha và có là 230 tượng Saladin. Và vũ trang của Saladin thì chúng ta đang có chỗ này là khoảng tầm 16% chỉ số cho kỵ binh, một binh văn bình tĩnh và một binh văn phi nước đại tăng tốc độ hành quân. Ok. Tiếp tục chúng ta có là Thớt Mô này. Con này thì mình nghĩ là ở K1 rất là mạnh, K2 thì tương đối thôi. K2 mình nghĩ là không mạnh bằng Edward nhưng mà K1 con này rất là mạnh các bạn. Đồ đạc thì cũng đang mặc là 4 món tím, một cái quần cam. Và về vũ trang thì ở đây chúng ta cũng có là khoảng tầm 10% chỉ số cung. Thật ra thì cái hệ thống vũ trang ấy, hết KVK 1 nó mới có. Nên là mình nghĩ là có lẽ là boss cũng mới đầu tư thôi. Hai kiếm binh văn này. Và mình sẽ xem về cái tượng cho Thất Mô đi. Thì Thất Mô boss cũng đầu tư vào đây là 289 tượng nha. Ok. Tiếp tục có hơi thở đồng tiền thức thứ nhất Money Moto rồi các bạn. Ở đây chúng ta có thêm 4 món cam nữa. Một cái vũ khí của VIP 16. Và hai cái đồ tím. Về vũ trang của Minamoto thì chúng ta cũng có ở đây là tầm khoảng 10% chỉ số cho kỵ binh. Tiếp tục có Exciter Tào Tháo này. Ở đây thì mặc đồ lam, đồ tím rồi các bạn.
Và nói về tượng đầu tư vào Tào Tháo thì bot cũng rồi với là 411 tượng nha. Những cái nick bot mới như thế này thì đầu tư vào game nói chung là rất là tốn tiền đấy các bạn, cực kỳ phải chịu chi đấy, không có dễ để các bạn có thể đầu tư được tiền vào những quả nick mới đâu. Tiếp tục chúng ta có Mehmet của Max Q luôn và không mặc đồ. Mehmet thì bot cũng rồi với là 358 tượng nha, rất là nhiều tượng các bạn. Nói chung là chỉ quanh quanh khoảng 7 tháng chơi game thôi đấy. Có CM này, CM của nó Max Q luôn và ba món cam, một món lam và một món tím. Cái nick này là rất là giá trị luôn đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ có dưới này là 218 tượng đã dồn vào cho CM này. Ok, Max Q luôn. Có Di Song Di cũng đã mắc. Di Song Di thì đầu tư vào đây thêm 655 tượng. Wow. Đếm sơ sơ nãy giờ chắc phải cả hơn ngàn tượng rồi đấy. Sơn Đế Ốc đã Max Q này. Sơn Đế Ốc thì cũng dồn với là 114 tượng. Wow. Tôi hơi thấy có mùi bất ổn này nha anh em. Vừa dồn tượng Max Sơn Đế Ốc, không biết là bot định dùng đào vàng hay đào game đây. Chúng ta có AE này. AE thì không dồn tượng được các bạn, quên mất tiêu. Hơi bị lú rồi. Chúng ta tiếp tục có Richard 5531. Và Richard thì ở đây chỉ có 97 triệu điểm kỹ năng quân ban rợ thôi. Và dồn Richard là 59 tượng nha. Richard thì có lẽ bây giờ không dùng nữa. Có Elsid của Max Q này. Elsid thì dồn vào đây không một tượng nào luôn. Wow. Như vậy là Max Elsid thông qua thống đốc. Hiện tại thì thống đốc không biết là Elsid còn lấy được không nữa cơ. Mới cập nhật rồi. Belly Max này. Rồi Isida 5552. Mình sẽ kiểm tra với con tướng farm nha. Ok, Isida này không dồn tượng này. Sơn Đế Ốc rồi 100 tượng thấy. Kiểu tếu quá. Tiếp tục chúng ta sẽ có là Julius Caesar thì 5533. Và ở đây thì chúng ta có là 8 tượng cho Caesar. Ok, tôi không bất ngờ nếu là bot có dồn vào mấy con tướng cam này một ít tượng lẻ lẻ. Đó, 45 tượng vào Cleopatra. Không phải là lẻ đâu các bạn, nhiều vãi nồi luôn ấy. Tiếp tục có Mộc Lan này 553, 280 tượng Mộc Lan. Ok, có Thành Cát Tư Hãn 4113. Cũng không có dồn chọc luôn. Tiếp tục có Hannibal. Hannibal thì chỉ 5500 thôi. Hôm trước mình có review một nick thì bot cũng không có nạp mắc Hannibal các bạn. Có lẽ là hiện tại đa số bot đều chê con Hannibal này. Mặc dù mình nghĩ là có một con tướng cao thì cũng hay, nhưng mà chắc là các bot chê Hannibal thì 5500. Nó thật sự là đầu tư với rất là nhiều bạn. Nick này nó phải trị giá tiền tỷ đấy. Rất là khủng nha anh em. Nó tướng tá thì ra này là hết rồi. Và với số lượng tướng nhiều như này thì các bạn thấy rằng ở ngoài thì bot cũng đang sử dụng đó là năm đạo đánh open field luôn. Thì ở đây chúng ta đang có là đạo đầu tiên là Tào Tháo Doan Tím à. Đạo thứ hai là Minazi. Đạo thứ ba là Thất Mô Elsid. Đạo thứ tư là CMAE. Và đạo thứ năm là Salah Mehmet nha. Thực ra thì cũng gọi là năm đạo cam đấy. Nhưng mà nếu mà đánh giá khách quan ấy thì mình nghĩ là năm đạo cam này thì yếu các bạn. Nó mạnh là mạnh so với nick 200 ngày thôi nhá. Chứ nếu mà so về tổng thể ở KVK3 hiện tại ấy, khi mà tướng trinh phạt được dùng này, hoặc là sắp tới lên trinh phạt đi, thì những cái dàn tướng này thật sự là hoan thua. Mình sẽ xem là liệu bot đã để giành được nhiều tượng vàng ở trong túi chưa. Xem chút về trong túi đồ này. Ok, thì đầu tiên về túi đồ. Mỗi lần vào xem các nick bot mình nhìn cái đồ mà mình thấy hoảng loạn các bạn. Ở đây thì đang dư tầm khoảng 6.4 triệu điểm VIP nha. Nó năm nay mình nghe nói là Lilith cũng cập nhật VIP 19 ấy, mà không biết là bao giờ thôi. Hơn 6 triệu điểm VIP dư các bạn, 200 ngày tuổi, rất là khủng. Đó, tài nguyên trong túi thì gọi là dư quá trời luôn. Chỗ này mình đếm sơ sơ thì nó tầm khoảng 4 tỷ gỗ này, đúng không? Riêng cái 500 nghìn này thôi. Rất là nhiều tài nguyên. Đó, game thì bot chơi hệ nạp nên là không có những cái vật phẩm game trong túi các bạn. Đây là điểm VIP dư nhiều thật sự. Đôi khi mình chỉ ước là trong game có chính năng kiểu chia sẻ điểm VIP nhỉ. Liệu tôi có quá tham lam không khi tôi ước mong điều đó các bạn? Tiếp tục có, đây là tăng tốc, thì bot thì chắc chắn là T5 hết rồi, nên là cái tăng tốc xây dựng với lại nghiên cứu thì không làm gì. Tăng tốc huấn luyện thì bot cũng còn tương đối thôi, chủ yếu thì chúng ta sẽ tập trung vào phần tăng tốc chung. Nó tăng tốc chung thì ở đây bot còn hơn 2.600 cái 60 phút này, 600 cái 3 giờ, 21 cái 15 giờ, 52 cái 24 giờ và 5 cái 3 ngày. Thì như ở đầu video mình có nói rồi, đó là bot kêu là nếu mà thích thì mình cứ lấy game mà luyện lính, là anh em có hiểu rằng là bot là người chơi hệ game anh em ạ. Ít khi mà xài đến tăng tốc đúng không? Tiếp tục có cái này là mở rộng đội quân nâng cao 50%, 81 cái. Wow. Có tăng thủ 10% này, một cái. Ok. Mục thiết bị đi. Ở đây thì chúng ta đang có là vật liệu. Ok, vật liệu thì không nhiều lắm. Về cái trang bị cam thì ở tại bot đã có cho mình là 2 này, 8 này. 8 cộng 6 là 14 món cam nha. Và nổ được 1, 2, 3, 4 món toàn lần. Với số lượng đồ cam như này ấy, mà ở khoảng tầm 220 ngày thì tôi nghĩ là chắc tầm khoảng 15 ngày đó là bot sẽ có một món đồ cam mới. Rất là nhiều các bạn đó. Đương nhiên là để lên được số lượng bao mà hơn 200 triệu thì bot phải nạp rất là nhiều rồi. Và chắc chắn là không thể nạp với gói linh tinh được. Ở đây thì có Rương Vũ Trang. Rương Vũ Trang thì tôi nên test nhân phẩm tí không nhờ. Tôi nghĩ là tôi cứ test nhân phẩm tí đây anh em. Tôi test thử mấy cái đường cam đi xem có ra gì ngon không nào.
Gần đây tôi chê vũ trang nhiều quá, anh em lại bảo là tôi nói điêu đúng không? Đấy, chỗ này được cái minh văn ngon này. Ôi, tốc độ hành quân bộ, sức mạnh bộ, hơi lỏ tí tốc độ hành quân. Đấy. Cái này là boss phải clear rương tinh sư lưỡng khí đấy các bạn. Các bạn đang thấy là những cái rương này là cả tiền triệu mới có đấy. Ui, minh văn 9 buổi à? Đội quân trang bị nhận 5% thưởng tốc độ hành quân khi còn lại trên 50% lính. Phế điên luôn. Ok, mở thêm 10 rương nữa anh em. Để xem có nào ngon. Nói đâu có sai đâu anh em, kiểu bây giờ Lilith là cái gì cũng phải cho quân bao vây và ba dòng quân bao vây ạ. Phải thật. Ấy, ba dòng cung ngon này. Ui, chỗ này là 6.3 chỉ số cung. Ui, ngon luôn anh em, khóa luôn. Đấy, rốc S2P vào là tay đỏ luôn các bạn. Tay thơm liền. Chỗ này là 4.5 chỉ số cung à, cũng được. Mình thấy nick của bot đồ hiện tại vũ trang chỉ số hơi thấp, lại thêm một cái bao vây nữa. What the hell? Vãi thật, mở 10 rương ra hai cái ba dòng quân bao vây, bó tay. Bó tay li lịt luôn, cái này thấp quá anh em. Danh dự Pantheon. Ô, cái này cũng tạm được này. Cái này thì nó sẽ có thêm một cái minh văn. Ok, tôi nghĩ cái này xài được, cứ khóa lại đi. Thêm 10 cam nữa nào. Ui. Được một cái có minh văn kìa. Cố lên nào, cái này tạm được. Lại bao vây nữa. What the hell? Ôi, nói thật chứ chắc chắn là Lilith định cho quân bao vây xâm chiếm tựa game này đấy anh em. Chứ lấy đâu ra mà lại tặng nhiều đồ bao vây thế. Ồ, hai dòng kỵ này là kiểu tối thiểu luôn đúng không các bạn? 1.5, 1.5, một minh văn cảnh báo, tần suất thương phản công, cứ lưu lại đi. Phế điên. Có 50 cái đường tím này, tôi mở luôn anh em. Để xem nhân phẩm thử nào. Mở tăng tốc. Ui, ba dòng cung này. Ba dòng cung này được khoảng hơn 4%. Hơi thấp nhưng cũng được. Ba dòng bộ này ngon, tím lại ra toàn món ngon này. Tôi thấy là có cái hai dòng bao vây đấy. Ui, lại hai dòng bao vây nữa. Phế điên anh em ơi. Phế điên luôn ấy. Ok. Hai dòng kỵ. Ui, ba dòng cam. Cái này lỏ thế. Ui, hai dòng quân bao vây cộng minh văn. Ơi, minh văn phản công phế điên anh em ơi, toàn rác thôi, toàn rác thôi anh em ơi, vãi chưa, cố lên nào, ngon ba dòng bộ binh với lại một cái minh văn tăng phòng thủ. Ok, khóa lại đi. Ok này, ôi hai dòng kỵ này ngon anh em, hai dòng kỵ này là tầm 5.8%, lưu lại luôn. Ok, lại rác tiếp. 22 rương cuối nào. Tinh kỳ Pantheon. Ui, lại hai dòng bao vây mọi thiệt hại này chuẩn luôn. Ui. Cái này ngon này anh em. Cái này được này. Cái này là 6.8 chỉ số kỵ nha. Ui, ngon luôn các bạn. Đáng định chê. À, gần như đẹp nhất của món tím rồi đấy. Thật sự món này rất là ngon các bạn. Sử thi Olympia. Ui, hai dòng. Và về điên anh em ơi. Được, nói chung là mở được mấy món đấy cũng ngon. Không biết nỗi. Đầu tư nhiều nữa phải cho bot mở ra cái gì thì bot còn nạp thêm nữa anh em. Chứ mà mở ra toàn đồ Sida thì sao mà nạp nữa. Hai dòng kỵ thấp điên luôn đấy. Hai dòng bộ thấp này. Cái minh văn tím hồi nãy thật sự rất là ngon các bạn. Cái minh văn tím hồi nãy ba dòng kỵ mà cái chỉ số nó cũng cao ấy. Ui, lỏ thế. Ok. Vũ trang rất là nhiều anh em. Vũ trang này bot nạp thì nhiều lắm. Đây là mục khác này. Chúng ta sẽ có ở đây là cái gì đây. Mình sẽ xem về chọc vàng thì bot còn 664 chọc. À, cái này để chọc để lên tới trinh phạt anh em ơi. Nói chung là đầu tư bây giờ là đầu tư chọc vàng với lại nguyên liệu để lên map trinh phạt thôi. Các bạn thấy hỏng đồ của bot rất là nhiều. Hiện ra gói nạp luôn này. Đấy, tí nữa xem cho vào cho bot nạp tiếp. Mở rương tiếp anh em. Rồi mình sẽ xem qua một chút về cái mục gói nạp đi. Thì nạp lại chắc chắn là không thể bỏ qua rồi này. Gói giá trị thì hôm nay bot đã mua hết gói thiên đỉnh sức mạnh. Đó là có rương vàng để ăn luôn. Mua tinh sư lưỡng khí rồi này. Mua hết luôn. Ở thế giới mua luôn này. Gói ngày thì bot không mua nha. Uầy. Gói ngày thì hiện tại bot không mua. Mình nghĩ là mua cũng được. Mỗi ngày mất 100.000 để lên Alex tôi nghĩ là khá ngon. Đây là kho cung cấp. Đó, phát hiện ra bot Xuân Hiếu cũng mua game tháng như người bình thường thôi em ơi. Gói game tháng vật liệu này, không mua gói tăng tốc. Gói tài nguyên đặc biệt, gói đá quý. Thật ra thì mình nghĩ là mua gói tăng tốc ngày cũng được. Tại vì kiểu bot cũng đầu tư nhiều ấy, thì có được tăng tốc tí nào hay tí đó. Ok. Tiếp tục với chuyên mục của những nick bot thì chúng ta sẽ xem về cái shop VIP đi. Đây, shop VIP. Mình sẽ xem là bot có mua cái gì độc lạ không. Tăng tốc 60 phút không mua này.
Thật ra nếu mà bot mà dùng game để luyện lính ấy, thì mình nghĩ là bot nên dùng game để mua hết tăng tốc hàng tuần. Tại vì cái game để luyện lính ấy, các bạn sẽ mất rất là nhiều nhá. Các bạn cứ dùng game mà mua được tăng tốc giảm giá là các bạn đã rẻ hơn so với việc các bạn luyện bằng game thẳng rồi. Đó, ở đây thì bot mua vật liệu cam này, mua chọc cam đó. Nhưng mà không mua tăng tốc thì mình nghĩ là hơi sai các bạn. Tôi nghĩ là nên mua tăng tốc, mua cả tele nữa. Tele đối với những big boss là cũng cần rất là nhiều. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xem qua một chút về mục lính và kingdom đi. Thì lính hiện tại có 18 triệu lính T5. Các bạn nhìn cái tỷ lệ lính lệch này, 885.000 lính bộ binh T5 và 14 triệu lính kỵ T5 các bạn. 2 triệu 3 lính cung. Đúng là kiểu bộ binh bây giờ thành con ghẻ rồi anh em. Ui, 14 triệu lính anh em. Vãi thật sự ạ. Nick bot thật là lực các bạn. Ok, rất là kinh khủng nha. Đó, kinh đầm 2972 thì hiện tại mình xem nào. Đang ở trong cái giai đoạn 2 của KVK. Và nếu mình không nhầm thì đây là KVK 3. Đó, tức là mới lên KVK 3 thôi. Mà không biết là 2972 hiện tại là cái map này có dùng được tứ chinh phạt hay không nữa cơ anh em. Hình như là dùng được ấy. Hôm trước mình có thấy một số bạn có nói mình là KVK 3 rồi dùng tứ chinh phạt rồi. Xem qua một chút về cái xếp hạng liên minh đi. Thì ở top 1 2972 hiện tại là 5 tỷ 3. Chúng ta có quà liên minh là quà cấp 22, chưa có ngôi sao trên lá cờ KVK luôn. Ok, top 2 chúng ta có là LMZ quà cấp 10. Ở đây thì thấy bảo là banh nói sao ấy. Tôi thấy có đặt tên là banh này. Ok, top 3 là LMA. Đây tiếp tục là một liên minh banh nữa. Ủa, một liên minh chính mà hai liên minh farm mà. Kỹ năng liên minh thì LMS hiện tại điểm tiêu diệt chỉ có 32 tỷ thôi. Thì nếu mà mình nhìn vào cái số lượng điểm tiêu diệt như này á, thì chứng tỏ là 2972 nhập cư về không nhiều nick cũ lắm. Đó, nên là mới điểm tiêu diệt nó chỉ có 32 tỷ các bạn. Sức mạnh cá nhân là top 1 chắc chắn là boss Xuân Hiếu rồi. Top 2 là một nick bu múc các bạn. Nó 110 triệu pound, điểm tiêu diệt 1 tỷ 6. Ở top 3 là Chao 97 triệu pound, điểm tiêu diệt 1 tỷ 1. Nhìn chung thì mình nghĩ là những cái nick nhập cư về phía 2972 này thì cái sức mạnh ấy thì nó khá là cao nhưng mà điểm tiêu diệt thì không quá cao các bạn. LMZ khế này, nó đa số điểm tiêu diệt các bạn thấy là chỉ loanh quanh con số khoảng 1 tỷ thôi. Và đa số đây những nick nhập cư về nhá. Nói chung là 2972 mình nghĩ là bây giờ mà đánh theo kiểu sit thấp ấy thì tôi nghĩ khá là ok. Không biết là lên chinh phạt thì như thế nào. Kỹ năng cá nhân thì cao nhất là chỉ có 1 tỷ 8 thôi. Zoki này, top 2 Bu Múp, top 3 là Sarregan, tỷ 2 Nem Chua. Ok. Đợt trước hình như mình review nick Nem Chua này anh em. Một nick ID rất là mới luôn, ID 12. Xem qua về mục thư từ đi các bạn. Để xem nào, hệ thống này. Ui, anh em nhìn bot nạp gói này. Thành phố hy vọng này. Nguồn trí tuệ. Ui. Đùa chứ, ở Kingdom 2972 này mà ship thấp xong kiểu các bạn hit rương ở boss Xuân Hiếu là cũng khỏe rồi anh em. Ui, anh em nhìn rương này. Ui, lắm rương vàng thật sự các bạn. Ui, tôi đếm sơ sơ chắc phải chục cái rương vàng ấy. Không biết là phải ngày nào bot nạp không hay là lâu lâu bot mới vào bot clear gói này là anh em hit cũng bể phổi. Tôi thấy là một ngày trước này. Ui, nạp nhiều thật sự các bạn. Dã man, dã man. Người có tiền chơi game nó khác anh em ạ. Công nhận là boss Xuân Hiếu nạp ghê thật anh em. Nói chung là hiện tại ở server mới ấy, chúng ta có dàn boss Việt về sau ấy thì cũng rất là nhiều boss đầu tư. Nên gần đây thì mình cũng có cơ hội được review một số nick boss server mới để cho anh em mở mang đúng không? Boss Xuân Hiếu là một boss rất là khủng anh em, thật sự là nạp rương vàng rất là ác nhá. Ok, cụm KVK này thì hiện tại mình thấy là cái bảng xếp hạng Vương quốc này, đây là giai đoạn 2 luyện Pao rồi, nhưng mà top 1 đang là cái nick Chao 2972 luôn, luyện lên 25 triệu điểm mà không biết là đánh pre KVK đoạn 1 hay là luyện bao đây khá là cao. Đó, xếp hạng Vương quốc pre KVK thì 2972 hiện tại đang là top 5. Ở top 1 là 2951, 243 triệu điểm pre KVK này thì cũng không cao lắm. Ok, về sự kiện thì chắc chắn là boss đã mắc cấp 25 rồi, còn dư 82 lá này. Ở thiên đỉnh sức mạnh, ở đây thì mình thấy là top bên này cũng khá là cao, top 1 là 17 triệu rồi. Top 2, top 3 là của phía 2972 luôn. Nhưng mà tính ra 2972 vừa đua thiên đỉnh vừa pre-KVK quá ngon các bạn. Mình không biết là bot Xuân Hiếu có định đua không. Thật ra thì với 800.000 game ở ngoài với bot kia bot nạp thêm ấy thì tôi nghĩ là bot dư xăng ăn cái nhà này các bạn. Chẳng qua là bot thích hay không thôi. Mình nghĩ là ăn khá là ngon tại vì cái top thiên đỉnh này thì dù sao các bạn cũng có được thêm mấy cái chọc vàng ấy. Top 1 thì có lẽ không quá cần. Tôi nghĩ là nằm trong top 10 là ok. Đừng có kiểu top 11 đổ đi là được đúng không anh em? Ok, tiện thì có Big Boss lên TV mà tôi thấy các bạn ở 2972 kiểu cũng nhiệt tình quá ấy. Tôi cũng hơi ngại các bạn nên là tôi cho mấy cái nick của 2972 lên TV luôn.
Nhìn chung thì 2972 có lẽ là một Kingdom Đông Việt Nam. Thì với những gì mà mình thấy ở 2972 ấy, tôi nghĩ là lên chinh phạt ấy có thể đánh Kingdom, gọi là định hướng đánh KVK ship thấp thôi, đúng không? Còn nếu mà đánh ship cao thì tuyển về nhiều thì đôi khi nó sẽ khó quản lý. Toàn Việt Nam đấy các bạn. Ok, một Kingdom mình không thể nói là 100% Việt Nam được, nhưng mà rất đông Việt Nam các bạn. Và video review cái account của Boss Xuân Hiếu đến đây có lẽ là kết thúc được rồi. Một video mình nghĩ là rất là thú vị với quả nick đầu tư, có thể nói là tiền tỷ các bạn. Nick này thì mình cũng không thể biết được giá trị cụ thể là bot nạp bao nhiêu, nhưng mà tôi dự đoán nó phải con số tầm chắc phải 2 tỷ đổ lên quá. Thật sự rất là nhiều tiền các bạn tập tầm đó. Ok, và nếu các bạn là những fan của Boss Xuân Hiếu và muốn theo dõi nhiều hơn những cái video về tựa game Rise Kingdom thì hãy để lại một like đăng ký kênh nha, để mình có động lực đi review thêm nhiều account thú vị ở tựa game Rise Kingdom. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau.